Xin chào tất cả các em. Thầy trò chúng ta lại được trở lại với tiết toán của ngày hôm nay. Ở giờ học trước thầy đã giới thiệu xong với chúng ta tiết toán thể tích của một hình. Để biết các em có nắm được kiến thức không, thầy trò chúng ta cùng vào phần kiểm tra bài cũ. Cho hai hình dưới đây, hình A và hình B. Bằng trực quan và kiến thức về thể tích của một hình, em hãy đếm xem mỗi hình có bao nhiêu hình lập phương nhỏ và so sánh thể tích của hình A và hình B. Như vậy, chúng ta thấy hình A có 34 hình lập phương nhỏ. Lớp đáy có 4 nhân 3 bằng 12. Như vậy, 3 lớp ta sẽ có 12 nhân 3 bằng 36. Và như vậy, lớp trên cùng thiếu đi 2. Ta trừ đi 2, vậy là còn 34 hình lập phương nhỏ. Hình B có 24 hình lập phương nhỏ, cũng gồm có 3 lớp. Lớp đáy có 3 nhân 3 bằng 9. Gồm có 3 lớp, 9 x 3 bằng 27. Lớp trên cùng thiếu 3 hình, ta trừ đi 3 bằng 24. Như vậy hình B có 24 hình lập phương nhỏ. Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B hay thể tích của hình B nhỏ hơn thể tích của hình A? Để đo thể tích của một hình, người ta có thể dùng những đơn vị đo thể tích như cm khối hoặc decimet khối. Bài học ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với chúng ta hai đơn vị đo thể tích này. Toán cm khối, decimet khối. Chúng ta đi vào mục 1, thầy giới thiệu với chúng ta về cm khối. Đây chính là cm khối. Dựa vào hình vẽ, bạn nào có thể nêu được khái niệm cm khối là gì nào? Có lẽ các em đều biết, cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Ký hiệu của cm khối là cm và số 3 viết ở phía góc trên bên phải của chữ M, viết nhỏ hơn. Như vậy, cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm các em nhé. Vậy dựa vào khái niệm này, chúng ta có decimet khối. Đây chính là decimet khối. Vậy tương tự như cm khối, bạn nào có thể giới thiệu được thế nào là decimet khối? Đúng rồi, decimet khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 decimet các em ạ. Vậy các em đoán xem 1 decimet khối sẽ được viết tắt như thế nào? Nó được viết tắt là DM mũ 3, cũng ở phía góc cao bên phải của chữ M. Như vậy, decimet khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 decimet. Thầy mời các em nhắc lại khái niệm của cm khối và decimet khối nào. Như vậy các em đã thuộc được ngay bài chưa? Cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Decimet khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 decimet. Vậy giữa cm khối và decimet khối có quan hệ với nhau như thế nào? Thầy trò chúng ta cùng chuyển sang phần thứ 3. Mối quan hệ giữa cm khối và decimet khối. Trên hình vẽ, các em quan sát thấy đây là hai hình lập phương, 1 decimet khối và 1 cm khối. Để biết mối quan hệ giữa cm khối và decimet khối, thầy đề nghị các em xếp đủ các hình lập phương cạnh 1 cm vào đầy hình lập phương cạnh 1 decimet. Xem hình lập phương cạnh 1 decimet chứa được bao nhiêu
hình lập phương cạnh 1 cm. Từ đó ta sẽ suy ra được mối quan hệ của hai đơn vị đo này. Để xếp đầy được hình lập phương 1 dm, bắt đầu thầy trò chúng ta xếp từ lớp đáy. Như vậy chúng ta biết một lớp ta xếp được 10 nhân 10 sẽ bằng 100 hình lập phương 1 cm khối. Các em cùng quan sát. Như vậy đây là một lớp. Vậy để xếp đầy hình lập phương 1 dm này, chúng ta cần xếp mấy lớp như thế? À, như vậy chúng ta sẽ xếp 10 lớp như thế. Vậy ta sẽ có 1 dm khối có 10 nhân 10 nhân 10 và bằng 1.000 hình lập phương 1 cm khối. Vậy bằng trực quan này, bây giờ các em có thể suy ra cho thầy 1 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? Thầy tin là các em đã tìm ra được đáp án rồi. Đó chính là 1 dm khối bằng 1.000 cm khối. Vậy ngược lại, bạn nào cho thầy biết 1 cm khối thì bằng 1 phần bao nhiêu dm khối? Đúng rồi, bằng 1 phần 1.000 dm khối hoặc 0,001 dm khối. Như vậy các em thấy mỗi đơn vị đo thể tích này ứng với mấy chữ số? Tương ứng với 3 chữ số. Cảm ơn các em. Để giúp các em củng cố kiến thức vừa học, thầy trò chúng ta cùng sang phần tiếp theo, đó là luyện tập 2 bài tập ở trong sách giáo khoa. Chúng ta cùng nhau đi vào làm bài tập số 1. Viết vào ô trống. Các em quan sát và cho thầy biết bài 1 này có những yêu cầu gì nào? Đúng rồi. Ở bài 1 này chúng ta có 2 yêu cầu. Một là yêu cầu đọc số, hai là yêu cầu viết số. Dựa vào phần người ta cho trước, chúng ta có thể đọc số hoặc viết số. Khi đọc số thì chúng ta lưu ý điều gì nào? À, ta đọc phần số trước, phần đơn vị đo sau. Thế còn khi viết số cũng thế. Ta viết số trước và viết ký hiệu đơn vị sau. Bây giờ các em có thể hoàn thành bài làm của mình rồi. Sau đó đối chiếu với đáp án của thầy nhé. Rồi, thầy xin tuyên dương tất cả các em. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài 1. Bài 1 củng cố chúng ta kiến thức gì nào? Bài 1 củng cố cho chúng ta kiến thức đọc và viết số có liên quan đến đơn vị đo thể tích là cm khối và dm khối. Chúng ta cùng chuyển qua bài số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Để làm được bài 2 này, chúng ta dựa vào kiến thức nào đã học? Đúng rồi, chúng ta sẽ phải dựa vào mối quan hệ của 2 đơn vị đo chúng ta vừa học, đó là dm khối và cm khối. Bây giờ các em có thể cho dừng màn hình và hoàn thành bài và vở ô ly cho thầy nhé. Sau khi hoàn thành xong, các em lại bấm tiếp để đối chiếu với đáp án của thầy. Như vậy bài học ngày hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta những đơn vị đo thể tích nào nhỉ? À, đó chính là cm khối và dm khối. Các em cùng thầy nhắc lại khái niệm về cm khối và dm khối nào. Cm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh 1 cm. Và dm khối là thể tích của hình lập phương có cạnh 1 dm.
các em học thuộc và ghi nhớ mối quan hệ của hai đơn vị này và chuẩn bị cho thầy bài tiếp theo. Thầy chào các em, hẹn gặp lại các em.